Thưa quý vị và các bạn, mối tình lén lút của Vi Hoa và Tường ngày càng say đắm. Vi Hoa tìm cách cho Tường ra một hòn đảo cùng hai người phục vụ để họ chăm sóc anh. Còn cô hàng ngày dối mẹ đi bắt mỏ quạ để ra thăm anh. Mỗi lần ra đảo thăm người yêu, cô lại mang rất nhiều thứ ngon để anh và hai người phục vụ thưởng thức. Bù lại cho tình yêu đầy nhiệt huyết của cô là sức khỏe của Tường ngày càng bình phục. Anh đã lên núi hái hoa lan rừng các loại về trang trí cho không gian chỗ ở của mình, khiến nơi đây bỗng trở nên như vườn thượng uyển đầy hương sắc của hoa lan. Liệu mối tình ấy có được tiếp tục đơm hoa kết trái hay không? Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bể Than Đông Bắc của tác giả Đặng Huỳnh Thái qua giọng đọc Thúy Trà. Lúc ở bàn thịt chó nhà Tài Đoá, bà Cai Tăng đã một mực ở chốn quán xá, không được bàn đến chuyện cưới xin của Vi Hoa. Bây giờ ở nhà đông đủ cả, Cai Tăng nói kỹ sư Simon sắp về nước, đường trục hai chạy rồi. Ngày chủ nhất tham gia Thomas rất vui lòng, tôi cũng đã được lên giám thị Subadang, và lại hai đứa chúng nó hiểu nhau, yêu nhau, phải cưới ngay để con Vi Hoa theo chồng về Pháp, có đúng không nào? Bà Cai Tăng quay sang hỏi Vi Hoa, ý cha là vậy, ý con sao? Vi Hoa chấm những giọt nước mắt đang trào ra, lễ phép thưa, thưa cha dạy con xin nghe lời, nhưng cha để con học xong đã, con còn bé lắm ạ, sau này cha bảo con lấy ai cũng được. Cai Tăng thấy con ngoan, biết nghe lời, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, là đúng phép, liền dịu giọng. Sang Pháp, con sẽ học tiếp mà, bác Lưu ở bên đấy, là chỗ dựa cho con. Vắng cha, còn chú, vắng mẹ bố gì, cha đã ở bên đó, cha biết. Pháp là đất học, con muốn bằng gì cũng được. Đốc tờ, nhà giáo, luật sư, chỉ sợ con không học được thôi. Bà Cai Tăng thêm vào, cha con nói vậy, con suy nghĩ đi. Cai Tăng, muộn rồi, mọi thủ tục Simon đã làm xong cả. Vi Hoa khóc to hơn, xin cha mẹ hiểu cho, con có yêu ông Simon đâu mà sống với nhau được. Mẹ ơi, thương con. Cai Tăng nổi giận, sao lại không yêu, đã đi tắm mát ở Đồ Sơn, lên Sapa Tam Đảo bao lần rồi, nhảy đầm ở nhà xác. Không nhớ à? Vi Hoa, những lần ấy là cha mẹ dẫn con đi, chứ có phải ông ta đâu ạ? Bà Cai Tăng nhẹ nhàng cho ông Cai vừa lòng. Thôi được, để từ từ, rồi đâu có đó. Cai Tăng, mẹ con bà, làm gì thì làm, cỗ bàn đã đặt ở Hotel Dermin rồi đấy. Đêm ấy bà Cai Tăng sang phòng con gái ngủ, hai mẹ con trò chuyện. Vi Hoa cố giữ kín trong lòng tình yêu của mình với anh phu Lò Tường, trẻ, đẹp trai, và cuộc giao hoan đầy lãng mạn trên hồ sen. Vi Hoa đã đọc nhiều tiểu thuyết lãng mạn, nhưng chưa có cuộc tình nào thơ mộng như tình yêu của mình. Đồi thông hai mộ là câu chuyện tình buồn, không thể so sánh được. Từ khi được giải cứu, nhờ hai anh phu Lò đưa đi lánh nạn, cứ ba ngày một lần, ca ca lại dẫn Vi Hoa đến thăm. Hang Hòn Một xa lắm, phải đi qua một bãi sú lầy lội. Chiều lên, nước ngập đầu gối, chiều xuống nước cạn. Nhưng ngầm dưới bùn là những vỏ sò, vỏ ốc, xẻ rách bàn chân. Mẹ hỏi Vi Hoa khoe đi bắt mỏ quạ, con hà, con hầu. Nào đâu có bắt, phải mua mấy đấu mỏ quạ đổ vào giỏ để làm bằng chứng cho mẹ vui lòng. Mỗi lần mang lương thực, thực phẩm cho ba người mà xót xa, họ lo sợ, buồn chán, chỉ muốn tìm đường về quê. Tường khỏe rồi, đã trèo lên núi lấy phong lan, rất nhiều loại hoa đẹp. Nào là lan hài, lan hoàng thảo ngọc thạch, rồi lan phi điệp tím, lan vũ nữ, tất cả treo đầy trong hang như vườn thượng uyển. Mỗi lần về,
Vi Hoa tay xách giỏ mỏ quạ, tay xách giỏ phong lan rừng. Ca ca cũng nhí nhảnh cõng trên lưng một giỏ, vẫy đuôi chạy trước. Tình yêu của hai người đang nở rộ và thơm ngát như những bông lan rừng. Thế mà biết làm sao đây? Thấy Vi Hoa thở dài, mẹ quay sang vỗ về. Con ạ, à, mẹ biết tình yêu phải đến từ hai phía, chứ không thể gây đau khổ cho người khác được. Mẹ và con đều cảnh đàn bà, đành phải chịu cho qua kiếp này. Kiếp sau, con sẽ nhận được những bông hoa đẹp do chính tay con trồng, chứ không phải người khác mang lại. Quy luật đời người là vậy. Tính Vi Hoa mạnh mẽ, không thể chịu như mẹ được, vùng dậy định nói, nhưng kìm lại đổi giọng nịnh mẹ. Mẹ ơi, mai con đi chơi với cái Tuyết Lan, tối cho con ngủ lại. Con cũng sắp đi lấy chồng xa rồi, chả biết bao giờ bạn bè mới gặp nhau. Mẹ nhé, mẹ ừ đi. Tuyết Lan cùng học một lớp với Vi Hoa. Bố Tuyết Lan cũng làm giám thị, chuyên nghề điện nước. Về nhan sắc, hai người 1910. Tuyết Lan chỉ thua Vi Hoa cách nói năng, nũng nịu, ngọt ngào, nên nhiều bạn hơn. Với tính đố kỵ của con gái, hai người lúc xa lúc gần. Cùng tuổi, Tuyết Lan mập hơn, mặc yếm sớm hơn. Lần đầu tiên, Tuyết Lan mặc yếm đến trường, cả lớp cười ầm. Xấu hổ, hôm sau thả lỏng, mặc áo dài lụa trắng. Hai núm trái đào, chọc thẳng như hai đầu thước kẻ, đâm vào mắt. Bọn nó lại cười. Tức điên, Tuyết Lan cầu cứu Vi Hoa. Mày mặc đi. Vi Hoa ừ. Mẹ Vi Hoa bán hàng tấm. Bà biết con gái mới lớn phải làm gì. Bà sắm cho Vi Hoa, cả Tuyết Lan nữa. Hai bộ đúng hệt màu sắc, kiểu cách như nhau. Bọn con trai trố mắt nhìn, im thin thít. Từ đấy, hai đứa thân nhau, luôn bên nhau, bảo vệ nhau mỗi khi bọn con trai bắt nạt. Vi Hoa đã vài lần cho Tuyết Lan cùng đi thăm tường. Tuyết Lan kêu ầm lên, sao mày lại có anh chàng đẹp trai này? Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, tất nhiên Vi Hoa giấu kín chuyện bên hồ sen. Tuyết Lan vẫn rên rỉ, chết, phu lò sao với tới được. Vi Hoa, mày không nhớ tiểu thuyết của nhà văn Quỳnh sao? Vẫn về bên anh đấy à? Chuyện như vậy trên đời đầy. Tuyết Lan, ừ nhỉ, tao cũng thích, trông như tài tử bolero, yêu ghê. Chúc mừng mày. Tường cũng đã tặng Tuyết Lan một giỏ phong lan phi điệp tím. Ca ca chuẩn bị lên đường, khoác vào cổ cái giỏ đi bắt mỏ quạ. Vi Hoa xoa đầu nựng. Hôm nay đi chơi thôi, cất giỏ vào kia. Ca ca cất giỏ vào góc nhà, vẫy đuôi chạy theo. Rẽ qua nhà Tuyết Lan, căn dặn một vài điều. Ca ca dẫn Vi Hoa đi lối khác, xa hơn. Nhưng không phải lội, nước thủy triều đang lên. Hang hòn một vắng lạnh, Tường và anh phu lò tên Bân ngồi đánh cờ. Quân cờ bằng những viên đá to nhỏ, méo mó vuông tròn, cùng quy định với nhau, con nào là tướng, con nào là sĩ, mã, pháo tốt. Tay đánh cờ, nhưng trong lòng ai cũng héo hon. Anh phu lò tên Mãi đang ngồi thiền định ở cuối hang. Từ ngày ba anh em chạy trốn vào đây, nơi yên tĩnh này đã đưa anh trở lại quá khứ đau thương của mình. 16 tuổi, mồ côi cha mẹ, lý dịch trong làng, bán cho cai mộ phu đồn điền cao su, mãi tận dầu tiếng, xa lắm. 3-4 ngày, tàu hỏa mới tới nơi. Phu Bắc Kỳ vào, lớ ngớ, chả biết cạo mủ cao su là gì. Dao không biết cầm, bát đựng mủ không biết đặt, tiếng nói không thạo. Cuối ngày, tay không vẫn hoàn tay không. Bọn cai đánh túi bụi, mủ cao su không chảy, chỉ thấy nước mắt và máu chảy. 6 tháng liền không có lương, không có gạo. Nay xin người này, mai xin người khác củ khoai bát cháo. Nhảy tàu trốn,
hơn tháng trời, lúc ăn trộm, lúc ăn cướp, rồi trèo lên nóc toa nằm. Đi đâu, về đâu, biết hỏi ai, và ai trả lời. Lòng người chỉ sâu có vài tấc, mà đời đời kiếp kiếp, đào mãi vẫn chẳng tới. Ai cũng sâu thăm thẳm một cõi riêng. Đành vậy, bước chân lê lết đi theo đoàn người ra làm phu mỏ, cạo mủ cao su, nô lệ trên trần gian, đào mỏ, nô lệ dưới âm phủ. Thế thôi. Mọi người đang suy nghĩ lan man, Vi Hoa xuất hiện. Vi Hoa nói một lèo, em đã chuẩn bị tất cả cho các anh đây rồi. Vi Hoa lấy trong bị ra, đây là thẻ thân, đây là tiền ăn đường và lưng vốn khi chưa có việc làm. Các anh sẽ đến mỏ của ông chủ Duy Liêng Danner tận trong rừng sâu Đông Triều. Tường tay run run cảm động, gắng hỏi, vất vả em quá, anh sợ tấm thẻ này xin việc không được. Em đã hỏi và lấy trộm của bố em ba tấm thẻ này, đi đâu cũng được. Ông Duy Liêng Danner đang cần người, vào tít tận rừng sâu, mật thám lính sở, không biết đâu mà tìm. Ông Duy Liêng Danner trước đó làm ký đo đạc địa chất cho công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ. Ông thuộc trữ lượng của tất cả các vỉa than lộ thiên lẫn hầm lò trong bể than Đông Bắc, từ Đông Triều đến Kế Bào. Trong lần đi thực địa về, gặp một cô gái An Nam đứng đường gạ gẫm, lâu ngày thèm khát, ông đã đưa cô gái vào Hotel Dumbin hành sự. Sung sướng thỏa mãn, ông ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, ôi thôi, cô ta lấy mất cặp tài liệu, trong đó có bản đồ địa chất mỏ Khe Mông đang cập nhật. Tưởng tiền hóa ra không phải, cô gái quẳng xuống biển. Tìm thấy thì tài liệu đã hỏng. Chủ nhất Martin Pierre sa thải. Nếu trở về Pháp, Duy Liêng Danner với hai bàn tay trắng đành xin với Pierre cho mở mỏ để kiếm thêm tiền. Pierre chấp thuận với điều kiện chỉ được tận dụng những nơi đã khai thác rồi để lấy than rơi vãi, không được khai mỏ mới. Duy Liêng Danner về nơi đầu tiên mà người An Nam đã tìm ra than đá, gọi là hòn đá cháy. Hồi ấy, Tổng đốc Hải Yên là Tôn Thất Mật đào 10 vạn cân than trở về kinh đô giao nạp, tâu lên vua xin thuê dân công đào mỏ, lấy than ở núi An Lãnh, xã Đông Triều. Vua Minh Mạng ra chỉ dụ, lệnh chuẩn theo lời cầu xin. Vua còn căn dặn thêm các ngươi nên thận trọng, dân trong hạt phần lớn nghèo nàn, khó khăn, đáng thương xót, cần phải chu cấp, chớ sơ suất để an úy lòng trẫm, muốn ra ân cho dân. Bao năm làm nghề địa chất, Danner hiểu rõ ở đây còn nhiều vỉa than chất lượng tốt. Bể than Đông Bắc dài hàng trăm cây số, từ Phả Lại qua Đông Triều đến Củ Lao Cái Bầu. Bên trong sâu hàng trăm mét, tầng tầng lớp lớp những vỉa than nục nạc. Bể than Đông Bắc gần đường hàng hải quốc tế nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, xuất khẩu than trong nước và nước ngoài vô cùng thuận tiện. Nghĩ vậy, Danner mộ phu khai mỏ, không cần giao kèo, không cần thẻ thân, không đánh đập dân nghèo. Ai làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, công bằng vui vẻ. Có mấy năm mà Danner lấy hàng vạn tấn than kiếp lê. Ông ta định nói than con gái, nhưng bị con gái An Nam lừa, tức, nên thôi. Trời tối, hai anh bạn của Tường thu xếp vào hang phía trong cùng, nhường vườn thượng uyển cho cặp uyên ương. Không đèn, không điện, trong hang hơi lạnh bốc ra, ẩm ướt, thoang thoảng mùi phong lan. Nằm trên phiến đá, không có một tấm chăn mỏng. Bên dưới là những mảnh lá chuối khô làm đệm, kêu soàn soạt. Vi Hoa thương yêu Tường, trách cho thân phận mình, trách đời sao nhẫn tâm đẩy hai con người xuống tận bùn đen. Vi Hoa sụt sùi khóc,
Tường ôm chặt Vi Hoa vào lòng, rì rầm. Không khóc nữa, anh chịu đựng được mà. Vi Hoa cố nén lòng để khỏi bật ra điều không muốn nói. Vài hôm nữa thôi, Vi Hoa sẽ nằm trên giường đệm trắng tinh ở Hotel Dermin với sa mân đầy lông lá, sặc mùi bơ sữa. Trời, sao lại thế này? Đâu mới là cuộc đời? Vi Hoa hét toáng lên, cào cấu thân mình, hôn hít khắp người Tường rên rỉ. Anh mới là cuộc đời em. Mọi thứ xa hoa bóng bẩy, chỉ là giả dối. Em yêu anh, và đợi anh ở kiếp sau. Tường hốt hoảng lay gọi. Em sao vậy? Bình tĩnh nào. Vi Hoa mệt, người nóng gian, tim loạn nhịp, thiếp đi đến sáng. Ba người khoác bị ra đi, phía đằng đông bắt đầu ửng hồng. Vi Hoa đứng úp mặt vào vách đá, giấu nước mắt đang trào ra, làm nghẹn lòng người ra đi. Kaka đứng ở cửa hang, nhìn ba người đi khuất, chạy vào khẽ gọi Vi Hoa đi về. Kaka cũng không quên cõng trên lưng giò phong lan hoàng thảo, ngọc thạch. Hoa nở rực rỡ. Chưa về nhà, Vi Hoa sẽ vào nhà Tuyết Lan, thấy mọi chuyện yên ổn. Còn sớm, lên giường nằm, tĩnh tâm trước khi về nhà. Tuyết Lan và Kaka treo giò phong lan hoàng thảo ngọc thạch lên sàn. Biết đâu, vườn thượng uyển trong hang sẽ được chuyển hết về đây. Tuyết Lan nghĩ vậy. Nhà cai tăng nhộn nhịp, người ra kẻ vào, chuẩn bị gỗ bàn. Đám cưới cô Vi Hoa lấy kỹ sư trục hai Simon. Theo ông bà, cai tăng sẽ tổ chức ở nhà 2 ngày để đón hàng xóm láng giềng và bạn bè tầng lớp dưới. Ngày thứ 3 đón dâu về Hotel Dermin. Tiệc này là chính, toàn khách cao cấp, chủ nhất Thomas, chủ nhì và các quan chức người Pháp. Toàn bộ chi phí ông bà cai tăng bỏ ra, chứ Simon một thân một mình lấy đâu ra tiền. Biết vậy, tính sau, cái quan trọng là con mình được theo Simon sang Pháp học, có tổ ấm hạnh phúc, thế là mừng. 3 đêm nay rầm rập như vậy, Vi Hoa làm sao mà ngủ được, cũng chẳng thèm bước chân ra ngoài. Mặc cha mẹ muốn ăn uống khách khứa thế nào tùy. Sáng nay Tuyết Lan sang sớm trang điểm. Vi Hoa nói, mày hóa trang cho tao thật đẹp, chỉ lần này thôi. 9 giờ họ đón dâu, mau rồi về, nhớ lời tao dặn. Tuyết Lan ra, Vi Hoa lại khóa chặt cửa. Đầu phố, tiếng pháo nổ vang, lời chào mừng đón khách rôm rả. Đến giờ hoàng đạo, chú rể Simon ôm bó hoa vào đón cô dâu, đẩy cửa buồng khóa chặt, gọi không có tiếng trả lời. Bà cai tăng vội vàng chạy đến, gọi con im lặng. Ông cai tăng quát, im lặng, bực mình ông phá cửa, cánh cửa mở tung, dải băng trắng treo Vi Hoa lơ lửng trên xà nhà, toàn thân một màu trắng, áo dài, 2 bông hoa sen trắng trên tay buông thõng, nhành hoa lan phi điệp, cài trên mái tóc bồng bềnh. Mẹ Vi Hoa ngất xỉu, cha mặt bừng bừng tức giận, Simon ôm đôi chân lơ lửng của Vi Hoa. Những cánh hoa sen nhầu nát dưới gót giày hắn. Không gian bao trùm một màu tang tóc. Ngài đại lý dân sự Camphamin Bonnet cho phép đưa thi hài Vi Hoa chôn cất tại bãi tha ma người Pháp ở đảo Cát Vàng ngoài biển, vì Vi Hoa đã là vợ của người Pháp. Đội kèn đồng của nhà thờ núi Mắm Tôm thổi inh ỏi. Đội bát âm của nhà đòn réo rắt đau thương khóc hổ. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh đã rụng. Ông bà cai tăng theo tục lệ không đưa con đi. Linh cữu Vi Hoa được tàu hải quân đưa ra đảo Cát Vàng. Kaka đôi mắt đỏ ngầu ướt lệ cung cúp chạy theo. Bãi Tha Ma người Pháp nằm trên vùng đất rộng chân đảo Cát Vàng, vịnh Hạ Long. Dưới là bãi cát vàng rộng mênh mông, nước trong xanh,
gió biển mát lành. Người Pháp gọi là công viên nghĩa trang sinh thái. Hàng trăm nấm mồ nhấp nhô, uy nghiêm. Trong cuộc tranh giành tài nguyên ở bể than Đông Bắc, không chỉ có cu ly chết, mà ông chủ cũng chết. Khác chăng là ông chủ Pháp được yên vị nơi đào cát vàng, còn cu ly thì chết bỏ gốc sim nơi khe cát, núi giái nhện. Ca ca không về, nằm phủ phục bên mộ Vi Hoa chờ đợi. Sau này, hàng năm ra Thanh Minh, bà Cai Tăng kể lại, ca ca lên núi, bẻ hoa phong lan, mang về đặt lên mộ Vi Hoa. Xuống biển, vồ con cá con tôm, ăn cho qua ngày. 3 năm sau, sang cát cho Vi Hoa, quy về bãi Tha Ma khe cát. Ca ca già yếu, lập cập theo về. 10 năm tuổi người, 20 năm tuổi chó mà. Simon đến chào bố mẹ vợ, thắp hương cho Vi Hoa, để về Pháp. Bà Cai Tăng đưa cho dây chuyền vàng của Vi Hoa vẫn dùng, làm kỷ niệm. Simon không nhận, nói, tất cả vui buồn cay đắng, tử tế và độc ác, rồi cũng bị thời gian làm phai mờ. Tôi đã có vợ và con trai. Simon nói vậy như hàng nghìn mũi tên bắn vào trái tim Cai Tăng. Ông đứng phắt dậy, bà Cai nhanh tay kéo ông ngồi xuống. Kìa ông! Simon cúi đầu nói câu tiếng Pháp. Tạm biệt, không có ngày trở lại. Không ai trả lời, không ai tiễn chân. Trước cửa, ô tô đít vịt thấp tẹt, nhà khói đen xì, biến mất. Ngửa cổ, dốc hết cốc rượu, Cai Tăng ngẫm lại cuộc đời mình. Bố Tăng làm thống đốc thành Đông. Một lần vua Bảo Đại vi hành ra Bắc Kỳ, đã cho vời tất cả các tổng đốc và các quan chức Pháp đang nắm sinh mạng kinh tế của đất nước về mở tiệc. Tổng đốc thành Đông và Martin Pirer, chủ nhất công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ, đã giao kết thành Đông sẽ bán gạo, thực phẩm và mộ vu cho công ty. Ngược lại, công ty sẽ bán than cho thành Đông để nung vôi, gạch và các nghề thủ công. Qua lại nhiều lần, họ trở nên thân quen. Tổng đốc thành Đông có 2 người con. Chị là Lương Thị Hồng Lưu, em là Lương Văn Tăng. Nhờ mai mối, chủ nhất Martin Pirer lấy Lương Thị Hồng Lưu làm vợ, cho Lương Văn Tăng sang Pháp học. Học xong tú tài, Tăng vào Đại học Luật. Nhưng Pirer không cho, đẩy vào trường khai khoáng để trở về An Nam làm việc. Nền giáo dục Pháp lúc bấy giờ không đào tạo kỹ sư khai khoáng cho người ở các nước thuộc địa. Lý do đơn giản, các tài nguyên khoáng sản có sẵn trong thiên nhiên, khai thác xong là hết. Nếu bản địa có kỹ sư khai khoáng, họ sẽ lấy hết tài nguyên. Người Pháp còn gì để mà đô hộ? Lương Văn Tăng chỉ được học hết trung học kỹ thuật khai thác hầm lò và lộ thiên. Trở về nước, chủ nhất Martin Pirer, anh rể, bổ xuống làm cai lò lộ trí. Khi lò giếng đứng Mông Dương ngập nước phải đóng cửa, Pirer bị sa thải về Pháp, chị Lương Hồng Lưu và các con đi cùng. Cũng may, Vi Hoa làm theo ý nghĩ của riêng nó. Đâu ngờ Simon lại như thế này. Bác Vấn đang làm ở trong lò. Kỹ sư Simon tinh đời, nhìn là biết. Bác thạo nghề cơ khí, liền đưa ra lắp máy ở hệ thống đường trục số 2. Sau vụ bay xe gòn làm 2 người chết, bác Vấn nói ngay. Khi lắp chốt an toàn, bác đã bảo Simon phải chỉnh lại. Simon vội mở các tô lô ra xem. Người ta đã đặt chế độ automatic, cứ thế mà làm. Tin tưởng vào nhà sản xuất, không qua kiểm định, nghĩ mà ân hận. Khi kỹ sư Richard thi công hệ thống cầu Baltic, bốc rót than xuống tàu ở sở cầu Cam Faport, cần người đi học lái cầu Baltic, Simon đã mách cho kỹ sư Richard.
Bác Vấn tuy nhiều tuổi nhưng khỏe và chín chắn. Thằng Hào nhanh nhẹn, thông minh. Hai bố con trong lò lúc nào cũng nâng niu hòn than, giữ gìn cho than cục không bị vỡ. Cai và chủ mỏ rất thích, than cục bán được giá cao. Chứ cái bọn cu ly khác vớ được là đập, cục biến thành cám, tụt xuống mấy giá. Nhiều mà hóa ít. Kỹ sư Richard đòi mua Bác Vấn. Cai tăng tiếc, lúc đầu làm cao, sau Richard đành phải trả gấp đôi giá mua phu bình thường. Hắn lý giải, lái cần cầu trên cao hàng chục mét, quay đi quay lại, nâng lên, nâng xuống, nhìn xuống dưới, nhìn ra biển, tâm không vững, hoa mắt là lăn đùng ra đấy. Kiếm được người như Bác Vấn, vừa khỏe vừa chín chắn, là rất hiếm. Nể kỹ sư Simon, Cai Tăng đành chịu. Thôi thì lời được ít tiền là được. Cục hay cám, thua thiệt vào túi chủ mỏ. Chứ mình được quái gì, được tiếng khen, ho hen chẳng còn. Trước khi lên buồng lái cầu Poctic, Richard bắt tất cả thợ phải học sửa chữa một số chi tiết cần cầu hay hư hỏng để tự sửa chữa ngay. Khi thợ sửa chính chưa đến kịp, tại xưởng cơ khí sở cầu, bác làm việc với anh thợ nguội trẻ Ngô Huy Tăng. Hai bác cháu, thầy trẻ trò già, tâm đầu ý hợp, vừa làm vừa trò chuyện. Bác hiểu Tăng mồ côi cha mẹ từ sớm, bỏ quê ra đây làm thợ, bác nhận làm con rể. Vân, con gái bác, cũng đến tuổi cặp kê. Tăng bẽn lẽn, lý nhí, gọi là bố khi vắng người. Nhiều lần kiếm cớ cầu trục hỏng, Tăng trèo lên trò chuyện. Ngồi trong buồng lái, trên cao nhìn xuống. Nhà sàng ầm ầm hối hả ngày đêm. Những đoàn tàu hỏa thở phì phò, ì ạch, kéo than chạy qua chạy lại, như mắc cười. Than đổ từng đống, loại to, loại nhỏ chờ tàu vào ăn than. Cầu trục của Bác Vấn từ trên cao thả móc xuống. Mấy cô gái ở dưới móc vào toa than. Cầu trục kéo lên, quay ra đổ xuống tàu ở kè cảng. Khổ nhất là chị em đánh sáng tẩy, gạt than vào góc, dưới khoang hầm tàu. Than đổ xuống mù mịt, hầm tàu mùa đông cũng như mùa hè, nóng như giang. Thiếu không khí hơn cả trong lò. Than bám đầy mồm, đầy mũi, len lỏi cả vào trong đụng quần, giày cộp. Chân tay bị sâu quảng, loét đến tận xương. Than ăn vào xót chảy nước mắt. Nghèo xà phòng chẳng có. Mỗi lần tắm rửa phải kỳ cọ hàng tiếng đồng hồ. Xong xuôi lại trắng trẻo xinh đẹp. Thế mới lạ. Cánh phu lò Camphamin đua nhau đi tìm các cô gái Camphapot. Cùng cảnh nhem nhuốc, may ra hợp, nhưng chẳng mấy bén duyên. Các cô kén cá chọn canh lắm. Thương chị em, đang ngồi ngẩn suy nghĩ. Nếu không có bụi than, thì họ đẹp biết chừng nào. Tăng nói với Bác Vấn. Bác ơi, cháu định làm một cái phễu to, có nhiều vòi, phun vào các góc của hầm tàu. Chị em không phải xuống đánh sáng tẩy, khổ lắm. Mỗi lần toa than của bác đổ xuống, mù mịt như đổ cả người lẫn than. Bác có sợ không? Thương lắm. Bác Vấn ngỡ ngàng, bé người mà chí lớn, vội vàng nói. Hay quá, cháu làm thử đi. Tăng hăng hái mang vật liệu, máy hàn, dụng cụ ra làm. Cai Tụng lâu nay mang tiếng là khó tính. Thấy vậy, liền ghi thêm công cho Tăng làm ngoài giờ. May kỹ sư Richard đã bàn giao công trình. Về Pháp rồi, chứ không ông ta lại cản, cứ theo thiết kế mà làm. Hồi ở trong nhà sàng cũng vậy. Hệ thống băng tải dài hun hút, hàng trăm chị em ngồi hai bên nhặt đá, nhặt hòn than to còn sót lại sau khi sàng. Băng tải chạy nhanh, hoa mắt không nhặt kịp. Nhiều chị có chừa quay cuồng ngã lộn. Băng tải cuốn đi, không chết thì cũng sẩy thai. Đã vậy, Cai Tụng đứng cạnh cầm roi quất, than lẫn đá, quất chậm tay. Thấy tình trạng vậy, ta
Tăng đã làm thêm những cái gạt mềm lắp trên băng tải để giảm tốc cho than và đá đi chậm lại, người ngồi không bị chóng mặt, đủ thời gian nhặt được đá vứt ra ngoài.